nha, bên đây giới thiệu con cái bơm bằng inox nè, dành cho máy xăng nè. Máy xăng gồm có cốt 19-20, bà con đặt cho đúng nha. À, gồm có máy là 5,5 ngựa, 6,5 ngựa, 7,5 ngựa là xài cho được hết. Cốt 19-20 tùy theo con đặt. Hay cốt 19 là cốt 20, cốt trong này nào con. Bà con đo cho kỹ rồi đặt. Chỉ 550.000 một cái thôi nha. Inox bơm này chỉ có 550.000 cái bơm này thôi. Một cái bơm không chỉ 550.000 nè bà con. Đây. Cái bơm bằng inox 550.000. Ống à, đây. Cái ống vô á là 60, ống ra là 40. Đây. Ống vô này 60 rồi con. Đây. À, vô là 60. 60 ở ngoài đây. Thấy không? Thấy 60 không? Còn ra là 40. Rất đơn giản vậy thôi. Này. Ra là 40, đơn giản vậy thôi thấy không? À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356577. Bơm inox 550.000 cái, 550.000 cái bơm này. Bơm này lưu lượng lớn nha bà con. Chỉ 550.000 cái thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha. 0886356707. Bơm inox đấu đứt máy xăng trực tiếp. Nó dễ xài lắm bà con. Alo. Nghe nghe. Dạ đúng rồi. Rất dễ gắn rồi con, vậy con cần đo cốt 19-20 thôi, là gắn vô siết bốt ốc trong lốc máy thôi. Đây, cần biết 19-20 mà con muốn chỉnh hướng nào chỉnh, vô là 60 ra 40. Đây, 550.000 cái bơm, dễ về luôn. Con về mua thêm lốc bê mua đồ gắn vô ống xài tưới cây liên, mạnh lắm à. Này tốc độ lẹ rồi con. Rồi bà con là có điện thoại luôn nha, 0886356707. Tu hút bơm nước, đâu hút máy xăng. 550.000 cái bơm. Cốt 19 là cốt 20 rồi con chị thôi nè. Nè cốt là cốt 19, cốt 20. Tùy theo kích cỡ bà con đặt cho phù hợp nha. Rồi con là có nhu cầu alo nha, 0886356707.